Người đàn ông xấu nhất thế giới đã cưới được 3 người vợ xinh đẹp có tận 8 đứa con. Dân tình quan ngại về ngoại hình của những đứa con. Chắc hẳn chúng ta ai cũng từng nghe qua câu nói: xấu như mày có chó nó lấy, xấu như mày nên ế là đúng rồi. Hay câu nói: nhìn cái mặt mày sợ ma quá. Các bạn ơi, hãy ngưng ngay những lời miệt thị đó liền nhanh. Đứng dậy, bước vào nhà vệ sinh, phun nước miếng rồi nói lại liền. Nói vậy người ta buồn lắm đó. Bạn ra đường cứ thấy ai xấu xí một tí là bạn chê, bạn body xăm xum người ta. Ở nhà mẹ biết mẹ buồn lắm đó. Ế hay không nó không quyết định ở khuôn mặt hay ngoại hình. Hỏi nhỏ mấy bạn đang ế một câu nè: vì sao các bạn ế thế? Suy nghĩ kỹ câu trả lời. Hết 30 giây suy nghĩ thì comment ngay bên dưới cho tụi tôi biết nha. Tôi á là tôi không quơ đũa cả nắm, nhưng đại đa số ế là do cái nết khó ăn khó ở, nắng không ưa mưa không chịu, ghét gió kỵ mùi sương á. Cái nết nó đánh chết cái đẹp và nó dẹp luôn mấy đứa sân si qua một bên. Tốt tình lành tính thì dù bạn có xấu tới đâu cũng sẽ có người chung chăn chung gối với bạn liền hà. Ví dụ cụ thể, theo một cập nhật mới nhất thì người đàn ông được mệnh danh là xấu nhất thế giới, anh tên Godfrey Baguma, sinh năm 1973, sống tại Bubaa thuộc thành phố Mbarara, Uganda. Vì nghèo, không có điều kiện trị bệnh nên ngay sau khi phát bệnh thì anh Godfrey phải chấp nhận sống chung với ngoại hình này của mình cho đến cuối đời. Cuộc đời người đàn ông kém may mắn này còn đau thương hơn khi anh bị chính người mẹ ruột của mình vứt bỏ. Lý do gì thì chắc mọi người cũng có thể suy đoán được. Một tí hy vọng đã le lói khi anh được bà ngoại đem về chăm sóc và nuôi dưỡng. Anh lớn lên trong một hoàn cảnh phải nói là chua xót và cực kỳ tồi tệ. Đã có lúc anh phải đi xin hoặc đi ăn lại thức ăn thừa của người khác để qua cơn đói mà lớn lên. Khi trưởng thành, anh đã sống với cái nghề đánh giày và sửa giày. Cả cuộc đời, anh luôn phải ngậm đắng nuốt cay bởi vô số những lời ra tiếng vào xoay quanh chủ đề body shaming. Nhưng các bạn à, ông trời ổng không cho ai tất cả, cũng như là không lấy hết tất cả của ai. Ví dụ, đâu phải ai đẹp cũng thoát ế và hạnh phúc đâu, đúng không nè? Nói trúng tim đen của ai thì tự mà chịu nha. Vào năm 2000, anh Godfrey đã gặp được ông thần tài của cuộc đời mình. Ông thần tài có tên Atec này đã mạnh dạn đưa anh đến với một cuộc thi về nhan sắc có tên là Những Người Xấu Xí, được tổ chức ở Uganda. Anh Godfrey nhớ và kể lại rằng: khi tôi bước ra sân khấu, mọi người thấy tôi rồi mọi người bỏ chạy. Và đó cũng là lúc tôi mới nhận ra rằng mình xấu xí thật. Nhưng nhờ vậy mà anh Godfrey đã trở thành một thí sinh 10.000 máu. Và nghiễm nhiên anh đã bước lên bục vinh quang khi giành chiến thắng cuộc thi nhan sắc người đàn ông xấu nhất thế giới này. Ngoài tình yêu thương từ khán giả, anh cũng đã chiếm lại được tình yêu thương mỏng manh từ những người thân. Không biết cái người phụ nữ với thiên chức làm mẹ ngày xưa có còn ở đó không ta? Alo à, nếu còn thì ra nhận mặt con đi nhé. Rạng rỡ gia tiên lắm đó đa. Sau cái cột mốc đó, anh gặt hái liên tiếp được nhiều thành công, trở thành người nổi tiếng, giúp anh đã đạt được ước mơ của đời mình. Với sự thành công, nổi tiếng và giàu có của mình, bắt đầu có nhiều người phụ nữ đã để ý đến anh. Kết quả, anh đã trải qua 3 đời vợ và hiện tại đang sống hạnh phúc với người vợ thứ 3 và 8 đứa con của 2 vợ trước. Các bạn thấy đấy, đi từ con số 0, người đàn ông xấu nhất thế giới đã biết tận dụng được cơ hội của mình và trở nên thành công. Có vợ đẹp và 8 đứa con ngoan. Hạnh phúc hơn là khi 8 đứa con của anh không ai bị di truyền căn bệnh của anh cả. Anh tự nhận rằng mình là người đàn ông xấu xí nhất nhưng cũng là người hạnh phúc nhất hành tinh. Nghe xong câu chuyện này, chắc có bạn sẽ nói là: đó, nhờ bị chê nên mới có động lực thay đổi đó. Ẩu rồi đó bạn ơi. Bỏ ngay cái tư duy ngát con đó đi bạn. Và hãy ngưng ngay những hành động và lời nói body shaming người khác. Nó sẽ làm tổn thương người ta đó.